Xin được chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sống Vui Khỏe Mỗi Ngày TV Show. Và xin được trân trọng cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã cùng đồng hành và cùng ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển hơn. Kính thưa các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn thực hiện một món ăn để bày lên mâm cúng giỗ tổ nhân ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 nha các bạn. Mình xin được giới thiệu, đây là anh cả của mình. Ngày hôm nay thì anh cả sẽ chính tay thực hiện món cá nướng để bày lên mâm cúng giỗ tổ. Anh cả đang chặt tre, chặt 3 cây tre để xuyên qua con cá nướng các bạn. Thường thường thì ở dưới quê thì người ta hay xuyên cá bằng tre, bằng tất cả các loại cây nào mà sử dụng được thì người ta sẽ xuyên vào nướng. Thì cá ăn sẽ ngon hơn, sẽ thơm hơn. Và đây là phần xuyên cá nha các bạn. Cá này là cá lóc đồng chính hiệu nha các bạn. Cá này phải dặn trước mấy ngày để người ta bắt rồi người ta sẽ chuộc lại cho mình. Bây giờ vào những ngày giỗ tổ như thế này thì cá lóc đồng rất là hiếm, rất là hút nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái lò nướng nha các bạn. Đây, chúng ta nướng cá và nướng bằng lá dừa hoặc là rơm. Cá mình nó mới thơm được. Đây là lá dừa. Bắt đầu nước.
Giỏi. Nướng lá dừa cá thơm lắm mình. Ngon mà nó chín ngon. Còn rôm thì phải rôm nhiều. Vì đâu thấp đâu. Lá dừa nóng hơn. Có nghe mùi thơm nữa các bạn. Nghe mùi thơm gì ghê không? Mùi thơm bay ngào ngạt luôn. Cá lóc là phải nướng cho nó cháy cái da da hoài luôn ơi, xong rồi mới lần mới cạo ra là cá nó ở trong nó mới chín được. Nước của nó lên ngọn rồi nó mới ngon. Cái nước than này đúng không? Sau khi chúng ta nướng cá xong thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm mắm nêm nha các bạn. Mắm nêm thì chúng ta bây giờ chỉ cần đâm tỏi ớt thôi. Còn mắm nêm người ta đã làm sẵn rồi. Hương vị cũng rất là ngon thơm. Mắm nêm má mình gửi miền Trung mua có 2 chai à. Chai để của tịch nguyện rồi. Chai đây. Nghe đường các bạn ơi. Lấy cái muỗng bỏ đường vô. Đi miếng vô.
Rồi con bỏ vô quậy thôi rồi mình nhớ. Kèo, đường với tỏi, ớt thì để sắm, còn tôm không. Đây, đũa, đũa không. Đây là mắm nêm miền Trung nha các bạn. Mắm nêm này ở Khánh Hòa. Nếu các bạn có nhu cầu ăn mắm nêm loại nhất thì liên hệ mình nha. Giá nó cũng rẻ chứ không mắc. Nhưng mà mắc là mắc tiền nhận chuyển. Ngon cái mắm con này nè các bạn, cái mắm mà cá cơm mà bự về ngon lắm, hiếm có lắm. Tại tàu và công đoạn cuối cùng của mắm nêm là chúng ta bầm thơm vào nữa là xong các bạn. Giờ thì chúng ta chuẩn bị bày lên mâm thôi các bạn. Đây cá chúng ta sẽ để lên trước, rồi tiếp tục sau đó chúng ta sẽ rau muống thì ở nhà có trồng sẵn các bạn. Bây giờ rau muống này thì chúng ta luộc một dĩa, một chén mắm nêm, bánh tráng các bạn. Đây là cuốn thì phải có bánh tráng, và tiếp theo là hai cái chén, hai đôi đũa. Một cái muỗng các bạn. Và phần quan trọng nhất trong bày mâm cúng đó là chúng ta phải chuẩn bị một dĩa gạo muối, và đặc biệt là có trầu cao cũng như là thuốc xỉa. Xong rồi các bạn, và bây giờ thì chúng ta sẽ đem ra ngoài và để dưới bàn khẩu và chuẩn bị đốt nhang để cúng thôi các bạn. Cách nướng cá và bày mâm cúng giỗ tổ đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm ủng hộ. Nếu như các bạn yêu mến thì hãy đăng ký và nhấn chuông nhé. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều.